đặt giống mini theo được lúa đi thế này. Cảm ơn. Ra giờ cá nó dọn xuống đường mương này nè, chuẩn bị thu hoạch vụ đông xuân, chuẩn bị cắt rồi đó. Cắt nước ra là mua chuẩn bị cắt lúa. Thank you.
chú và các bạn. Sáng nay hai chị em đang đi cúng dấn về. Nó vô tép nữa. Ở đây được hai con cua. Rồi giờ mình đem lên mình đổi vô xin. Anh lên bờ anh đổ mấy cái. Mình sạch con ha. Rồi mình sẽ thiếu. Thiếu tép thằng nhóc luôn. Cá mà cũng nhiều ha. Anh đi dở tiếp tục mấy cái còn lại. Chị Thúy à, dở mình đi. Em đi bằng dở. Ở đây mình có hai cái nhập chị cũng nhiều. Thank you.
một cái này nhiều nè. Cá là tôm, ốc, cua rồi nó có dơ gì. Cái này nè. Nó vô luôn. Rồi, con về xuống vỏ mình. Lỡ được mương kia mình gắn hai cái nữa. Còn hai cái chết này. Khi đứng trên này đi. Ô cá còn cái này nhấp lên một nhé. Cái này bưng, cái này nhồi. Nhồi 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 đi. Ồ, cái này nó nhiều lươn nữa kìa, lươn luôn, có lươn nữa kìa, đủ loại cá luôn á. Cá này nhiều nhất luôn nha, còn cá trên nữa kìa, cua lươn mình còn cái nữa. Cá rồi, vậy cá này mình để đây đi, lên trên mình dỡ cái kia. Cá này nặng tay rồi đó, cấp luôn. Đồ nó vô không? Để nó nóng rồi vậy? Đồ nó đập đập nó vô không? Ừ, anh thấy cá nó nhiều quá nè, đồ nó lại. Ủa, có bự chảy, bự chảy. Bỏ cho cá luôn á, bự đắp gì nè, bự cho cá luôn, nó vô. Bự cho nước nó nhỏ. Cá kìa. Quá, cá vô nè. Đồ vô cũng nó gom hết luôn. Bự này là mình cho nước nó vô. Rồi thí ra đi xuống sông mình lấy cái xô với cái gỗ lên mình tát cái mương chỗ này luôn. Ôi đặt đi rồi, để anh tát cái này lại. Lại đó. Chặn nó lại. Quá trời cá cho vô cái đuôi lú mình quá. Xô lên thì hai chị em mình thấy cá nhiều quá mình tát đây bắt luôn. Nó nhảy kìa thấy không? Rồi đi rồi anh tát cho chị mò tập tập cái này. Đây là nó cứ theo lằn cho mình hốt nó luôn à, có cái mồi. Ồ, nó chối xuống trong đất sình này.
nó vô bự luôn nè. Không, cái này khó thương này nè. Cá còn bự bự không? Cá lồng tâm luôn. Dạ, hốt thôi à. Quá nhiều quá. Cá rô nè. Cá lồng tâm nhiều lắm nè. Làm im gu im gù ha. Mới cưới thêm mấy cái dấu giò nè. Đưa đuôi lên rồi. Nè. Cá bự. Giớm này nó nặng luôn rồi. Cá nhiều hộp khiếp luôn. Giớm này giảm nổi luôn rồi đó. Cá lồng tâm nhiều nhất. Cá rô cá bự bự không à? Ủa có con cá lóc bự quá. Có lóc nữa hả? Nè, cá lóc bự. Hàng chi nó giờ nhảy quá trời nè. Nhảy quá nó giờ luôn. Con ếch nữa hả? Con ếch luôn, cá lóc luôn. Gỗ nó nặng. Wow, nè cá lóc nữa nè. Có chú ếch nữa. Tại vì nó đen thì lì không thấy nhiều. Rồi, nó lên đây đi. Còn cái dũng làm cái nhiều mẹ ăn quá hay thì mình đòi luôn hay không biết. Cái người nhóc có được cái người lỗ này được cá nhiều lắm nè. Ngọc đúng nè. Đứng sâu ở dưới luôn á, cá rô á. Nè, cá rô con đứng nè. Cái này là hết cá luôn nè. Ủa gần một cút thao rồi mà đó. Cá
này là nhiều nhất. Hành quả của hai chị mò. Cái này lên nó dớt luôn nè. Mình thấy ham luôn á. Nhiều, có cá lóc luôn. Cút luôn. Rồi, đổ ra. Mình bắt con liên bỏ vô xe đi. Tốt rồi nha. Mày nhảy chung tăng lắm hả? Mà có chú ớt nữa. Mình cho liên vô xe với cá lóc đi. Mình bắt cá lóc vô xe. Để nó nhảy đi lắm. Rồi còn hai cái kia của mình nhảy luôn. Cá luôn nhiều nha. Đây chú ớt nè. Im ru à, ăn mồi cứng ngắt bụng luôn. Hèn chi không nhảy nổi luôn, vô đây ăn mồi quá. Trúng được hai cái này nhiều ha. Cái này được mấy con mấy con. Rồi nó còn cá nữa đó. Cái này cũng được mấy con. Cái này thấp nè. Được mấy con à. Cái này là cá lồng tôm. Cái lồng tôm mà lớn rồi đó ha. Nó còn lớn rồi đó. Ôi con cá rô. Rồi đâu Hạnh về lựa mấy con cá rô nhỏ này Hạnh thả lại. Còn cá lồng tôm Hạnh làm món sao. Rồi chị em mình về. Rồi cái gô của mình thì gỗ luôn. Rồi bắt cá gô liền gỗ nè. Ủa mình còn cái xô đó mà. Chị thấy đưa cái xô bắt cá gô ra. Anh lấy gụ, anh lựa cá luôn. Cá nhỏ anh thả đi mà. Lựa cá gô mình thả. Cá lòng tông mình về mình là làm món. Hai chị em giống đi bắt hồi quá à. Đi đặt giỡn mình nè. Thấy cá quá nhào xuống tắt luôn. Tắt luôn. Ham thiệt. Cái tắt nước ở trên ruộng nó dồn xuống dưới đường nước đó. Hồi bắt cua ra bỏ cho xuống dưới ốc. Đây như một chô cá này. Tép cũng nhiều quá nè Hạnh. Nhiều. Cá tông 14 thấy ngon nè, chứ ma nó màu xình lắm. Cá rô này ra đang lửa mấy con bự lại. Còn cá nhỏ hành thả. Nó có bự đi chứ. Mấy cá rô này nó nẹt chưa ta, mình đau lắm. Nhưng mà nó nghe con này nè đó, thấy chưa? Ngon rồi. Rồi, giờ mấy con cá nhỏ này Hạnh thả nó về xong. Bắt đầu nhảy tung tăng nè ha. Đó. Rồi rồi đó. Wow. Ra xong là thoải mái hơn trong ruộng. Nước mênh mông. Rồi hai chị mình về. Cẩm cá luôn. Một bình này về cá lòng công mà kho mắm dĩa ướp chấm. Bông một bình một bình làm cái gì ăn cũng ngon hết dạ.
Đẹp quá. Cá của hai chị em Hạnh đi dẫn giống mini về. Đây là cá lọc tông với cá sặc, còn mấy cá rô không thả rồi. Nguyên liệu hạnh kho mắm ruốc, có mắm ruốc, thịt ba chỉ xả, còn đây là rau hai chị em Hạnh thái, lục bình, rau muống với rau nhút với rau dừa. Tỏi với xả và hành vàng này, anh bỏ xả cộng vô. Bây giờ mình cho thịt ba chỉ hơi xào lên cho nó thơm. Cho nó căng nó thơm lại là hành bỏ mắm ruốc vô hành xào. Thịt hành xào cũng được rồi, bỏ mắm ruốc vô. Hành xào cho nó thơm, thấm. Bắt đầu bỏ nước. Cái mắm ruốc vô bắt đầu thơm rồi đó. Thơm ha, cái xả nó nồng lên ha. Mùi nó bụng rồi đó. Bụng chưa? Bữa nay bắt cá hàm ha. Sao thì được thì bỏ nước chưa. Bắt đầu mình bỏ xả băm còn lại vô. Chờ cho nó sôi, bắt đầu hạnh nhiên đi. Rồi mắm ruốc của Hạnh như được rồi, Hạnh bỏ cá vô. Thịt nó cũng chín rồi. Bỏ cá luôn. Ngon rồi đó. Bắt đầu Hạnh nêm như vậy luôn. Cho miếng hạt nêm. Chừng nào không vừa ăn thì Hạnh bỏ thêm nước mắm. Rồi không muốn mà không muốn là được. Chờ cá chín là Hạnh ăn được. Rồi cá kho mắm ruốc của Hạnh chín này, và Hạnh múc ra ăn cơm. Rồi, nó ngon. Cái mùi mắm ruốc là kho này nó phản phất, phản phất. Dùng cơm thôi Thí ơi. Nước vô mình cũng ra. Rồi, đi được rồi. Hai chị em mình ăn đi. Dọn luôn. Cơm Hạnh đang chín rồi, Hạnh mời cô chú chị các bạn ăn cơm cùng hai chị em Hạnh. Thank you.
chút các bạn ăn cơm cùng hai chị em. Mình kho với thịt ba chỉ á, ngon á. Nó béo. Mình hát cho đủ ăn. Một rau dừa nè, bông một bình nè, bông nước nè. Ăn bông nước là đúng luôn á. Và chú sống nữa nè. Video đặc biệt mini nhi của hai chị em đến đây kết thúc. Xin chúc cô chú và các bạn được sức khỏe, nhiều thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại. Rồi, ngon quá. Mình được bình con một bình luôn kìa, thấy chưa? Thu gọn chứ. Bình nữa luôn.